Văn Khôi nào. Văn Khôi cho thầy biết câu này thì đáp án con chọn là đáp án nào? Văn Khôi. Văn Khôi chọn đáp án nào con? Hình chữ nhật. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình chữ nhật. Bạn đã nói đúng chưa các bạn? Hình thang cân nè. Bạn nói đúng rồi đấy. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng là hình chữ nhật các bạn nhé. Đấy là câu số 1. Chụp đi. Câu số 2. Bà Hoa. Bà Hoa đáp án của con là gì? Đọc đi. Chọn phát biểu là đúng. Không thể có đáy là hình thang. Đáy là hình thang có được không? Thế đáp án B sai ở đâu? Thầy đang hỏi là đáp án là cái phát biểu B thì sai ở đâu? Là hình lăng trụ đứng tam giác có 6 đỉnh. Đúng không? Chỉ có 3 mặt bên thôi đúng không? Câu C, phát biểu C, hình lăng trụ đứng tứ giác gồm có 6 đỉnh, sai đúng không? Hình lăng trụ đứng có các cạnh bên song song và bằng nhau, hai mặt đáy song song và bằng nhau, cái này sai đúng? Đúng. Ừ. Đúng không? Các cạnh bên song song và bằng nhau, hai mặt đáy song song và bằng nhau. Cái này có vẻ đúng đấy chứ nhỉ? Không. Tại sao không? Bởi vì hình lăng trụ đứng có thể cái hai mặt bên không song song bằng nhau. Hả? Bởi vì hình lăng trụ đứng có thể hai bên không song song và bằng nhau. Thật á? Hình lăng trụ đứng có hai mặt đáy là song song là chắc chắn là đúng rồi. Hai mặt đáy mà song song thì các cạnh bên nó phải bằng nhau chứ. Cái này như là câu A. Rồi, đáp án này là câu phát biểu đúng của chúng ta sẽ là đáp án D. Còn cái này đương nhiên là sai rồi, bởi vì đáy của hình lăng trụ đứng tứ giác hoàn toàn là hình thang được. Đấy, những cái câu này là những câu các bạn sẽ thi trắc nghiệm, để các bạn chú ý, nếu mà chúng ta quên thì ôn tập lại nhé. Tiếp. Các bạn biết là bài này là người ta kiểm tra chúng ta cái công thức. Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Đề bài cho 59 kia thì là hai kích thước của hình hộp chữ nhật, mà lại cho thể tích thì các bạn sẽ được cái gì? Sẽ tính được cái gì? Và cái đó thì liên quan gì đến hình lập phương? Thế thôi. Được chưa nhá? Chúng ta có được đây là chiều cao của hình hộp chữ nhật, đây là chiều dài, còn đây là chiều rộng x. Mà x này thì chính là cạnh của hình lập phương. Được chưa? Chúng ta tính x bằng cách là lấy 180 đem chia cho 9, sau đó lại chia cho 5.
và bằng 4 đơn vị là cm. Sau đó chúng ta tính V, lập phương sẽ là 4 × 4 × 4 và bằng 64 cm khối. Hết thời gian, ta xem là đáp án gì nhé. Hình hộp chữ nhật có kích thước như thế này, 38 là chiều dài, chiều cao là 26. Biết diện tích mặt đáy, từ đó chúng ta sẽ tính được cái gì? Chiều rộng x. Các bạn tính cho thầy x bằng gì? 570 chia cho cái gì? 570 chia cho 38 bằng bao nhiêu? 15 đúng không? Từ đó chúng ta tính thể tích, à, tính diện tích mặt bên ADHE, SADHE bằng 26 nhân với 15 và bằng bao nhiêu? Nhân 30 đi, nhân 30 là 780 đúng không? 780 chia cho 2, 390 cm vuông. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Bạn thì B, bạn thì D. Rồi. Thể tích của hình lăng trụ tính bằng công thức nào các bạn? Diện tích đáy nhân với gì? Nhân với chiều cao. Như vậy là chúng ta có V bằng chiều cao thì là 8 rồi. Ta có 4,5 nhân với 6 nhân với 8. Đem chia cho 2, bởi vì diện tích của tam giác thì bằng tích của đường cao nhân với cạnh đáy chia cho 2. Và anh này thì sẽ bằng 8 chia 2 bằng 4 đúng không? 4 x 4,5 là 18. 18 x 6 108. Đáp án B. Nào, để mời bạn Minh Phong phát biểu nào. Minh Phong phát biểu cho thầy cái gì điền vào dấu ba mấy nhiều chấm kia. Minh Phong đâu? Nào, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó thế nào? Nếu hai đường thẳng phân biệt mà cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì sao đấy? Thì hai đường thẳng đó thế nào? À, song song, chỗ này viết là chữ song song các bạn nhé. À, chúng ta viết bằng ký hiệu là A vuông góc với C, B cũng vuông góc với C, thì A song song với B. Tiếp. À, nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó cũng song song với nhau. Ok. Yeah. Thôi, câu này không chữa nữa. Quan sát các hình vẽ ở trên và đề bài người ta sẽ cho chúng ta các cái số đo, thầy sẽ viết lại số đo nhé. À, đường, đây là đường thẳng G này, à, đây là đường thẳng K này,
Góc này là góc 135 này. Góc này là góc 45 độ này. Góc này là đường thẳng này là đường thẳng N này. Đường thẳng này là đường thẳng U này. Góc này là góc 58 độ này. Góc này là góc 48 độ này. Cái này là P này. Q này. Cái này là 47 độ này. L này. M này. Các bạn nhìn trên cái hình vẽ này, các bạn cho thầy biết là hai đường, những cái đường thẳng nào song song với nhau và vì sao? À, thì mời một bạn nào. Ai trả lời được giơ tay? Hải Nguyên nào? À, vì thằng này là 45 mà thằng đấy thì nó lại bằng thằng này. Có đúng không? Hai góc này ở vị trí gì con nhỉ? À ok. Như vậy là D song song với K nhé. Tiếp. Hình này có song song không? Hình này hình này ok, như vậy là P thì song song với Q. Đây là cái bài tập nhận biết rồi, đồng ý. Bạn xung phong không? Để biết lại cái các cái đường thẳng này cho nó rõ nhé. Ở đây để còn trình bày luôn đấy. XY thì song song với ZT. Đây là X này. Đây là Y này. Đây là Z này. Đây là T này. À, một cánh tay nào. Đâu chả bạn nào xung phong vậy? Có 3 bạn thôi à? Đây là các bạn sẽ thi giữa kỳ đấy. Khắc Dũng nào. Rồi. Mà hai góc TAB và góc TAB. Suy ra hai góc nào? TAB và góc AB ở vị trí số 200. TAB thì sẽ phải bằng ABX. Cái này viết ra là so le trong. Tại vì song song cho nên là suy ra góc so le trong bằng nhau, đúng không? Và từ đây chúng ta kết luận là góc ABX bằng bao nhiêu? Ok, xong chưa? Cái này là bài trình bày sẽ gồm có mấy bước dài dài ấy các bạn. Chúng ta suy nghĩ nhé. Chúng ta viết ra thành như kiểu là một cái đề cương ấy, là các bước chúng ta phải làm những việc gì. Người ta hỏi là có song song với nhau hay không. Thế thì muốn chỉ ra nó song song với nhau hay không thì ta cần phải chỉ ra cái gì? Các bạn đều không tự tin trong phần trình bày này đúng không?
Thầy sẽ trình bày nhé. Các bạn nhìn xem, sau đó xem là chúng ta thấy là mình bị cái vấn đề gì. Đầu tiên là người ta cho chúng ta góc AOB bằng 70 độ và tia phân giác thì chúng ta được cái gì? Đó, ta sẽ khai thác cái bước đầu tiên đó. Ta có góc O1 bằng góc O2. O1 bằng O2 và bằng góc AOB trên 2. Đây là tính chất của tia phân giác, đúng không? Như vậy là từ đây chúng ta suy ra là O1 bằng O2 và bằng 35 độ, bởi vì 70 chia 2 là 35, đúng không? Như vậy kết luận vậy là góc XAO thì bằng góc O1. Sau đó chúng ta nói mà hai góc ở vị trí soi lên trong, ở vị trí soi lên trong được chưa? Thế thì từ đây chúng ta suy ra là AX song song với OT. Chúng ta ký hiệu đây là 1, được chưa? Tiếp tục là mặt khác, hoặc là ta lại có là cái từ ngữ để chuyển đoạn thôi. Chúng ta có O2 cộng với OBI. O2 cộng với OBI thì bằng 35. Cộng với 145 độ. Và cái này thì sẽ bằng bao nhiêu? 180. Mà hai góc ở vị trí gì? Ở vị trí trong cùng phía. Thế thì chúng ta sẽ được cái gì? Suy ra là OT sẽ song song với BI. Suy ra OT thì song song với BI. Đấy, ký hiệu đây là 2. Từ 1 và 2 thì chúng ta được AX sẽ song song với BI. Mở ngoặc vì cùng song song với OD. OT. Đấy, chúng ta trình bày như vậy nhé. Bán nhá. Chứng minh định lý thì đầu tiên là các bạn phải viết được cái giả thiết kết luận đó. Vì người ta đã cho chúng ta cái phát biểu rồi. Hai tia phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau. Đây cũng là một cái tính chất mà sau này các bạn cũng dùng nhiều ở những cái lớp sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ hình hai góc kề bù. Đó. Chúng ta chỉ cần các bạn chỉ cần là chúng ta viết ấy thôi. Viết các cái ký hiệu ở trên hình vẽ. Đó. Như thế này là hai góc kề bù. Ghi giả thiết kết luận nhé. Giả thiết. Đầu tiên phải vẽ tia phân giác của góc thứ nhất.
hơi lệch một tí nhá. Sau đó vẽ tiếp phân giác của góc thứ hai. Đấy, O1 bằng O2, O3 bằng O4, OM, ON. Chúng ta chỉnh ra là O1, giả thiết là O1 thì bằng O2, O3 thì bằng O4. Vẽ hình và ghi giả thiết kết luận. Đó. Yêu cầu kết luận OM vuông góc với ON. Bạn nào chứng minh được không? Thầy mời bạn Vĩnh Thành nào. Ta có. O1 thì bằng XOZ trên 2. Tiếp. O3 thì bằng ZON trên 2. ZOI chứ. ZOI trên 2. Suy ra. Suy ra. O1. O3 sẽ bằng XOI trên 2. Và cái này bằng 180 độ trên 2 hay là bằng 90 độ. Từ đó chúng ta suy ra MON bằng 90 độ. Và suy ra là OM vuông góc với ON. Và đấy chính là điều phải chứng minh. Cho hình vẽ bên dưới biết góc XAM thì bằng 70 độ. Góc BAC cũng bằng 70 độ. Đương nhiên rồi, XAM với BAC thì nó là hai góc gì đó, đúng không? Góc ZBM thì bằng 70 độ. Góc ZBDD. Chỗ kia là sai rồi. TDC bằng 67. Góc này là 70. XAM này là 70 nhá. Rồi góc BAC cũng là 70. Đương nhiên rồi, các nhá, người ta cho cái này hơi thừa. ZBM bằng 70 độ. Ok, ZBM 70 độ thằng này. PDC 67. Cái dữ kiện này các bạn bỏ nhé. Đấy. Ai trình bày cho thầy bài này nào? Bạn nào trình bày được không? Bảo Hoa nào. Em thưa thầy là do MAX và góc ABZ ở vị trí đồng vị sinh ra. Người ta cho góc ABZ không? B. Thầy vừa đọc góc ABZ ở chỗ nào nhỉ? BAC thôi chứ. ZBM. XAM bằng ZBM chứ. B
vì đề bài cho 70 độ mà nó ở vị trí đồng vị, hai góc ở vị trí đồng vị suy ra tia xy song song với tia đường thẳng, đường thẳng chứ không phải là tia nhá. Đường thẳng xy song song với đường thẳng ZT ra xong câu A rồi. Ok. Thế thì ở cái câu B ấy, chúng ta sẽ phải lưu ý cái gì? Đề bài người ta có thể không cho câu A nhưng chắc chắn các bạn phải chỉ ra xy song song với ZT. Bây giờ người ta yêu cầu chúng ta là đi tính số đo của góc DCX. DCX tức là góc này là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta mới có là gì? Vì xy song song với ZT. Suy ra cái góc chúng ta cần tính ấy là góc DCX chính là bằng góc TDC, có đúng không? Bởi vì hai góc này ở vị trí là gì? So le trong. Và từ đó chúng ta suy ra DCX thì bằng 67 độ. Ok nhá. Còn góc DCI, DCI chúng ta có thể chúng ta lại viết tiếp mà cũng, cái này cũng không cần, mà DCI cộng với DCI thì bằng 180 độ. Đây là hai góc kề bù, được chưa? Hãy trình bày như vậy. Từ đây chúng ta suy ra DCI bằng 180 độ trừ đi DCX và bằng 180 trừ đi 67 hay là bằng 113. Đấy, đáp số đấy. Như vậy là cái bài này thì thầy nói kỹ hơn với các bạn một chút này, là từ quan hệ về số đo góc chúng ta dẫn tới quan hệ về song song, được chưa? Rồi từ quan hệ về song song chúng ta suy ra ở trong hình vẽ các mối quan hệ liên quan đến số đo góc ở một cái diễn biến khác ở bên này, đúng không? Con mảng bên này xong rồi, con mảng bên này chưa xong. Đó. Nếu không chỉ ra được song song mà các bạn cứ nói luôn là ta có góc này bằng góc này bởi vì so le trong là các bạn sai rồi. Bởi vì hai góc so le trong mà muốn bằng nhau ấy thì nó phải có được một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Đó, các bạn chú ý cái chỗ đó trong việc đi trình bày nhé. Các bạn nhìn này, nhắc lại này. Từ số đo góc thì phải nói mà hai góc ở vị trí như thế nào đó dẫn tới quan hệ song song, được chưa? Thế còn từ tính chất song song thì các bạn suy ra luôn cái góc nào bằng góc nào vân vân, mở ngoặc vì nó ở vị trí đó, được chưa? Đấy, lưu ý cái chỗ khác nhau trong việc trình bày mà đi chứng minh song song và từ song song để đi suy ra tính chất tính góc thì nó khác nhau như thế nào. Thì ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây, các bạn nghỉ giải lao. Thầy sẽ chia cái bài tập về nhà của chúng ta. Bài này thì đa số các bạn thầy thấy là có cũng biết cách là chúng ta sẽ phải kẻ thêm một cái đường để gắn kết các cái dữ kiện của bài toán. Để vẽ hình trước nhé. AB nhỏ hơn AC.
AH cũng góc với BC, D là điểm trên cạnh AC, sao cho AD bằng AB. DE vuông góc với BC. À, đây là cái tam giác ABC này. Có AB nhỏ hơn AC. Tam giác là tam giác vuông. À, điểm cao AH. Điểm D. À, E chứng minh AH bằng HE đúng không? À đấy, thì đến đây rất nhiều bạn là chúng ta đã tìm ra cái cách đó là kẻ cái đường vuông góc. Tôi muốn tội là cái, chúng ta trình bày cái chỗ này nó không ổn. Mà chúng ta kẻ đây là K đúng không? Các bạn gọi là K đúng không? À, và nhớ lưu ý là ở đây là chúng ta có cái đoạn AD này thì bằng đoạn AB này. Đấy, hết. Thế thì để chứng minh cái anh AH này bằng HE, chúng ta sẽ chứng minh là cái AH và HE cùng bằng một cái thứ ba. Và đấy chính là cái chìa khóa của cái bài toán này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải đi chứng minh cái gì? Các bạn đều chứng minh, có nhiều bạn chứng minh được hai cái tam giác này bằng nhau này. Theo trường hợp là cạnh huyền góc nhọn này. À, góc này này bằng góc này. À, hai góc đấy bằng nhau bởi vì là cùng phụ với góc C, tức là cùng cộng với C bằng 90 độ, nên hai tam giác này bằng nhau và dẫn tới AH thì bằng KD. Sau đó chứng minh tiếp KD với HE bằng nhau thì một số bạn nói nó là hình chữ nhật, nhưng thực ra là nếu mà nói châm trước thì được, nhưng mà các bạn làm gì đã có cái hình này là hình chữ nhật, phải chỉ ra nốt góc này là góc vuông nữa thì mới được nhé. Đấy, còn nếu không thì chúng ta sử dụng tam giác bằng nhau là xong. Rồi bây giờ cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ kẻ là DK vuông góc với AH, được chưa? Ta có cái góc ABH. ABH thì bằng góc DAK. Nhiều bạn lúc xét tam giác viết thứ tự đỉnh không đúng, thầy ghi luôn là không đạt. Các bạn không được phép ghi sai thứ tự đỉnh bằng nhau của hai tam giác nhé. Và tốt nhất để tránh cái việc ghi nhầm ấy, thì ngay từ lúc mà chúng ta chỉ ra các góc bằng nhau ấy, thì các bạn phải chỉ ra là nó theo cái sự tương ứng của hai tam giác bằng nhau luôn. Các bạn nhìn nhé, ABH này, DAK, thầy ghi luôn hai góc bằng nhau, mở ngoặc, bởi vì cùng gì, cùng phụ với góc C, cùng cộng với C bằng 90 độ thì bằng nhau, được chưa? Sau đó là đến bước xét tam giác ABH và tam giác DAK có AB bằng AD. Cái này là do giả thiết cho chúng ta nhé. Rồi góc AHB, cái này là phải chỉ ra bởi vì nó là trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông. AHB thì bằng DKA. Các bạn nhìn thấy viết nó đều là sự tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Cái này bằng 90. Và góc ABH thì bằng góc DAK. Cái này là chứng minh trên. Cái này là do giả thiết. Đấy, căn cứ đầy đủ rồi. À, như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra là tam giác ABH bằng tam giác DAK theo trường hợp
cạnh huyền, góc nhọn. Được chưa? À, và từ đó thì dẫn tới là AH thì bằng DK. Thầy ký hiệu đây là 1. Được chưa? Sau đó để chứng minh DK lại bằng HA, chúng ta chỉ việc nối lại là xong. Ta lại có là DK thì song song với HE, bởi vì là cùng vuông góc với AH, được chưa? Và DE thì song song với KH, bởi vì là cùng vuông góc với BC. Đến đây một số bạn suy ra hai thằng bằng nhau vì tính chất cặp đoạn thẳng chắn. Chúng ta chưa học cái đó các bạn nhé. Chưa học cái đó, không biết các bạn lấy ở đâu ra. Đến đây chúng ta xét hai tam giác. KHE. Chỗ này là dễ nhầm đỉnh này. KHE và KHE và EDK. Có KE là cạnh chung. Có góc gì nhỉ? KEH thì bằng góc KEH EKD. Rồi thì đây, hai góc này bằng nhau này. EKD đây, góc này bằng góc này. Và có góc này bằng góc này. HKE. Các bạn nhìn luôn ở trên này này. HKE thì là DEK. Hai cái cặp góc này bằng nhau bởi vì nó đều là ở vị trí so le trong, do cái tính chất song song này dẫn tới. Và từ đây thì chúng ta dẫn tới cái tam giác KHE bằng tam giác EDK góc cạnh góc. Được chưa? Góc cạnh góc. Và đến đây thì suy ra là KD bằng HE 2. Và đầy đủ là đến đây là xong rồi đấy. Từ 1 và 2 ta sẽ có được là AH bằng HE. Đấy, lời giải thầy trình bày đầy đủ lời giải cho các bạn. Chúng ta xem là mình bị thiếu, chưa hoàn thiện ở đâu thì các bạn về chúng ta sẽ biết để sửa cái bài tập của mình nhé. Lần sau mà có gặp thì nhớ cái cách trình bày.